thì chữ tiếp cái bài 12. Đề bài cho là không nhỏ hơn ABC nhỏ hơn 1. Chứng minh rằng ít nhất một trong ba bất đẳng thức sau là sai. Mà bắt chứng minh bằng phản chứng, tức là mình phải giả sử ngược lại cái điều cần phải chứng minh. Bây giờ giả sử ngược lại cái điều phải chứng minh nhá. Người ta bắt chứng minh cái gì? Ít nhất một trong ba bất đẳng thức là sai. Ngược lại, ngược lại là cả ba bất đẳng thức đều không sai. Đó. Tức là giả sử cả ba bất đẳng thức đều đúng. Cái đoạn này thì ta phải nghĩ cho kỹ. Nó liên quan đến cái mệnh đề phủ định của mệnh đề với mọi và tồn tại ấy mà. Ít nhất một trong ba bất đẳng thức là sai. Phủ định là cả ba bất đẳng thức đều đúng. Thế cả ba bất đẳng thức đều đúng rồi thì gì? Thì suy ra ta có. Nó đúng mà. Mình giả sử nó đúng. Nên suy ra ta có là A nhân với 1 trừ B lớn hơn 1/4. B nhân 1 trừ C lớn hơn 1/4. Và C nhân 1 trừ A cũng lớn hơn 1/4. Đồng thời, dấu ngoặc nhọn, cả ba cái đều đúng. Thế thì ta mới suy ra một điều, nhân tất vào với nhau. A nhân 1 trừ B nhân B nhân 1 trừ C nhân C nhân 1 trừ A sẽ lớn hơn 1/64. Rồi nhóm A nhân 1 trừ A, B nhân 1 trừ B, C nhân 1 trừ C lớn hơn 1/64. Nhưng ta xem riêng ở đây nháp. Nháp là gì? A bình phương trừ A cộng 1/4. Hồi cấp 2 sẽ viết nó thành gì nào? A trừ 1/2 tất cả bình phương, đúng không? Đây là hằng đẳng thức mà. Cái này lớn hơn bằng 0 với mọi A. Thì chốt lại là sẽ có A bình phương trừ A cộng 1/4 lớn hơn bằng 0. Chuyển vế thì ta được 1/4 lớn hơn hoặc bằng A trừ A bình phương. Tức là 1/4 sẽ lớn hơn hoặc bằng A nhân 1 trừ A. Và thầy viết lại ra đây là A nhân 1 trừ A nó sẽ phải nhỏ hơn bằng 1/4. Đây, đây là điều ta có. Được chưa? Thế thì trình bày tiếp vào đây. Mà rõ ràng A nhân 1 trừ A kia nó nhỏ hơn hoặc bằng 1/4. Giải thích thì ta xem giải thích ở kia nhá. B nhân 1 trừ B nó cũng nhỏ hơn bằng 1/4. C nhân 1 trừ C nó cũng nhỏ hơn bằng 1/4. Nên tích vào, ta phải suy ra là vế trái. Vế trái đây này, nó nhỏ hơn hoặc bằng 1/64 chứ. Điều này thì nó trái với cái này. Trái với cái điều ta suy ra. Tức là cái điều suy ra nó trái với cái điều mà ta có. Nó trái với một cái tính chất có sẵn. Mình giả sử như vậy, xong lại suy ra một điều vô lý. Vậy suy ra giả sử sai. Vậy có điều phải chứng minh. Điều giả sử là sai thì điều chứng minh ban đầu phải là đúng. À, được chưa nào? Đó là bài 12.